Rồi lên em, nay qua nhà của anh Ba Báo. Đây ổng nè. À, ông có gì đãi ăn hết trơn, lại có gì ăn hết trơn, cái bên cô ông nè. Thấy không? Lấy dao nè. Cậu nói mực ít. Cậu nói mực ít. Nha. Thấy không? Cậu mực nhiều kìa, cậu nói mực ít. À, ừ, cắt vô. Đây. Nhà anh Ba Báo nuôi ông nhiều lắm em, đây một ổ bên kia nữa kìa. Đó. Đây ổ nè. Ông nuôi ông vòng vòng nhà mấy chục ổ vậy đó. Ông bán mật ong rồi, ông bán ổ ong, bán thùng. Ông kinh doanh, bây giờ mình qua nhà ông mình phá. Giờ mình lấy cái lá đựng cục mật. Nghe nói ăn mật ong nuôi này cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đây giờ cái cặp tàu nãy nặng. Hết rồi. Thì sắp nở hết trơn rồi đó. Ừ, đi trên mà. Đi trong đi mà cái gì đi thằng tàu lá gọc mật kia nè. Mật nè, gây gây làm ba, sao gọc ba, gọc ba, men ai biết đường làm anh ba cọc chỗ này nè, chỗ này xuống đây này là mật tự nhiên rồi mọi người. Mình mình ở gần nhà mình không biết ba nuôi, ghé qua thăm thôi. Ông này ông nuôi ong dữ lắm, ông bán nữa mọi người. Thổi khói nhẹ cho nó chơi nó bay đi vậy. Nó chơi nè chứ nó bay. Hay bị ông thổi khói làm chi nữa. Rồi được anh ba. Ghê quá. Bảo là được anh ba. Nói thấy chưa anh ba. Lấy là lấy từ đầu, lấy hết cái cắt cái này sao cắt. Nè, cắt nhẹ thôi, khúc thôi. Cắt rớt. Tay dính đây được anh ba, tay dính đây được nè. Ừ. Cho trống anh ba. Cắt ngang ông dây chì thôi. Nó hùng xem anh. Tình hình là cái ổ ong này nó không dữ các bạn. Bây giờ là Sang phải dùng cái đồ bảo hộ. Rồi đeo bao tay mới lấy được nó các bạn ở đây nè. Giờ mình núp đây luôn. Mình chuẩn bị dĩa sẵn rồi nè các bạn. Mình đang đợi coi Sang làm cái gì các bạn. Được không Sang ơi? Sang thì đi theo anh ba cũng kinh nghiệm lắm mà. Lấy nhẹ các bạn. Này mình lấy nhẹ mới được. Rồi tự nhiên đem anh chi vậy? Tự nhiên đem lại đây. Ồ quá trời. Anh thấy quá trời con mặt cô ghê sáng. Sáng ơi. Sáng ơi, trời ơi trời. Sao tôi ghê. Được không nghe? Được. Sang ơi, nó kẹt mấy con ở dưới. Sang ơi. Ừ. Kéo tay áo giùm cái. Chạy bên kia kéo tay áo đi. Sang đang tập trung vô lấy cái về mặt bự nhất các bạn. Rồi. Sao không để dĩa bên kia gạt gạt luôn. Thấy nó không? Thấy mặt không? Nghe căng thẳng gì ba? Ngồi chảy kìa. Ôi kìa anh em ơi, kìa. Qua đây nè, qua đây nè. Thấy anh thấy rồi. Sang ơi. Nghiêng ra cái dĩa. Nó ngọt. Em cắt tới cũng vậy chị vậy? Tới rồi đó. Đã dữ anh em ơi. Mặt quá trời anh em ơi. Hai anh em mình ngồi xa nó đi. Rồi các bạn. Đây. Lấy đi cục mật các bạn. Giờ mình uống nước trà. Cực kỳ thơm luôn. Mấy ông mình nhà ông non. Ông non. Phải đâu. Nè nó ăn lại kìa. Đã. Sau một thời gian lấy thì hai ba dít. Cái này dít này nên ba thì anh miễn dịch đi. Thành quả các bạn ơi. Thơm. Đất cát ha. Bất mẹ nữa cầu ông của tao. Nghe cắt xui xuống gì đi. Anh Vịnh ơi, anh Vịnh ơi. Mướn YouTuber này review hết mẹ xị mật đây. Cái này là hoàn toàn tự nhiên. Ôi. Này anh em mật có này mà không ăn anh em này là lấy rồi. Anh em ơi. Để bán cho khách. Này bán cho người ta. Khách đặt.
mình ăn là phải ăn cái này nè, hình như trong đây là có sáp, có sáp. Nó ăn đi, bắt gớt nè. Quen này cho mọi người. Nhả nhả sáp ra nha. Nhả bỏ sáp nha. Mà tự nhiên mà. Đã vô chạy. Không phải mật đường mà lộn qua lộn lại là đưa nguyên vị sáp ra. Cái mật đường á, ăn nó không có say bằng cái mật này đâu. Cực kỳ ngon. Ăn cái này là trực tiếp luôn em, ăn xong lấy này để lên đó cho nó hút lại nữa. Tương lộn hai cái là tương lộn được vị sáp ra. Trời. Không mà tự nhiên nó đâu mặt mà còn gì. Cái này cắt còn cục mặt dưới nữa nè. Còn dưới mà. Chưa hết. Cắt mấy này mấy nắng hay nắng. Ngày trâu mày tháp á, tới mùa mật là rồi. Có thể nữa cậu mật. Ăn cái nè. Cái đã này mà. Đường ngọc hồng cái đã. Nó đu theo bà. Anh em có nghe gì không?